Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến mục tiêu mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đã có nhiều giải pháp hỗ trợ cụ thể để doanh nghiệp và người lao động vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu đề ra. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thống nhất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình Chính phủ phương án tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí tử tuất đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, doanh nghiệp được tạm dừng đóng khi giảm từ 10% số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên, đã đóng đủ bảo hiểm xã hội đến hết tháng 4 năm 2021 và hoạt động trong các ngành nghề, lĩnh vực được quy định. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đề xuất chính sách hỗ trợ người lao động thực hiện cách ly y tế từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể, hỗ trợ người lao động thuộc diện F1, F2 phải cách ly theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền với mức hỗ trợ 80.000 đồng một người một ngày.